Baby Bus. Hey, hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi. Ra ngoài thôi mọi người ơi. Con sao vậy? Timmy có rất nhiều bụi trên sàn nhà. Hãy dùng máy hút bụi để làm sạch sàn nhà. Máy hút bụi? Tuyệt! Con thích máy hút bụi. Chạy đi! Bật máy, dọn dẹp thôi. Chào bạn, mình là robot. Mình thường hay quét nhà. Sàn nhà này bụi đang bám dính, hãy hút hết bụi. Nào nào ta hút hết đi đám bụi kia. Dừng lại! Nào nào ta hút hết đi đám bụi kia. Sạch rồi! Đây, sàn nhà đã hết bụi. Tôi sẽ tuần tra những nơi khác. Ok. Chào bạn, mình là robot. Mình thường hay quét nhà. Kia gầm bàn cùng nhìn xem nhé. Mình sẽ hút hết bụi. Nào nào ta hút hết đi đám bụi kia. Dừng lại! Nào nào ta hút hết đi đám bụi kia. Sạch rồi! Dưới gầm bàn đã hết bụi. Mình sẽ kiểm tra dưới sofa. Được rồi. Chào bạn, mình là robot. Mình thường hay quét nhà. Còn bụi bẩn bay lên ghế, mình sẽ hút hết sạch. Nào nào ta hút hết đi đám bụi kia. Nào nào ta hút hết đi đám bụi kia. Bắt được rồi. Chiếc ghế này đã hết bụi. Bụi đã trốn vào thảm rồi. Đi bắt chúng thôi. Chào bạn, mình là robot. Mình thường hay quét nhà. Còn thảm này bụi nhiều lắm, mình sẽ hút hết sạch. Nào nào ta hút hết đi đám bụi kia. Dừng lại! Nào nào ta hút hết đi đám bụi kia. Bắt được rồi! Nhà thật sạch và thật thơm. Nhà trông thật sạch sẽ. Máy hút bụi thật là tuyệt.